Ngày 4 tháng 1 trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây xảy ra tai nạn làm một người chết và 17 người bị thương. Chiếc xe khách chở 18 người đi từ hướng Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh đã va chạm với một chiếc container cùng chiều rồi lật xuống đường. Một chiếc xe khách khác sau đó lại đâm tiếp vào đuôi xe container. Gần đây nhất, mùng 5 Tết, 5 xe đã tông liên hoàn trên tuyến cao tốc gây ùn tắc kéo dài. Ghi nhận thực tế, mỗi ngày, tuyến cao tốc này luôn có các vi phạm của tài xế như dừng đỗ sai quy định, chạy ngược chiều, chạy lùi, người dân địa phương băng qua cao tốc. Mất an toàn giao thông trên cao tốc ấy, thì thường hay có một số cái nguyên nhân như sau. Thứ nhất là phương tiện cố tình dừng đỗ trên cao tốc. Thứ hai nữa là thiếu quan sát khi chuyển làn phương tiện. Thứ ba nữa là phương tiện không làm chủ được tốc độ và không giữ được cái khoảng cách an toàn, gây ra va quệt và sự cố tai nạn. Các cái phương tiện xe máy và người đi bộ cố tình đi vào cao tốc thì gây ra một số cái sự cố và tai nạn. Để kiểm soát các vi phạm của tài xế, từ tháng 3 năm 2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây đã đưa vào hoạt động Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông ITS. Từ trung tâm này, các lỗi vi phạm của phương tiện sẽ bị phát hiện. Chỉ trong hơn 3 tháng, Ban Quản lý Cao tốc phát hiện hơn 1.400 phương tiện vi phạm. Sau khi phát hiện, các vi phạm này sẽ được gửi đến đội 6, phòng 10, Cục Cảnh sát Giao thông để xử lý. Tuy nhiên, số lượng vi phạm bị xử lý đến nay là khá hạn chế. Chỉ 21 trong số hơn 1.400 phương tiện vi phạm bị xử lý. Thì hiện nay chúng tôi đang vận hành hiệu quả cái hệ thống giao thông thông minh này để tăng cái công tác an toàn giao thông trên tuyến. Thứ hai nữa là hàng tuần thì từ cái hệ thống giao thông ATS thì chúng tôi trích xuất dữ liệu các cái phương tiện vi phạm. Theo cái chức năng của chúng tôi thì chúng tôi không có cái chức năng xử phạt. Chúng tôi chỉ có chức năng là khai thác tuần tra kiểm soát phát hiện và chúng tôi đã gửi các cái dữ liệu cho lực lượng cảnh sát giao thông để xử lý. Bộ phận quản lý thì luôn luôn phải có tăng cường cái hệ thống tín hiệu thông minh để có thể báo cho người lái xe biết những cái trở ngại mà sắp sửa gặp phải ở trên đường. Cái thứ ba nữa ấy, là cái cơ quan kiểm định thì phải làm rất là chặt đối với các cái xe mà nó quá hoặc là gần đến cái thời hạn mà phải kiểm định mà chúng ta lại vẫn để cho nó lưu hành ở trên đường thì nó dễ xảy ra những cái tai nạn đáng tiếc. Theo Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, để đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc, giải pháp quan trọng nhất vẫn là tuần tra liên tục và tuyên truyền ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện. Ngoài ra, cảnh sát giao thông cũng phải đẩy nhanh việc xử lý các vi phạm của tài xế, bảo đảm đủ chế tài răn đe để người vi phạm không còn tái phạm.